Vâng, xin chào anh chị, quay lại với trang chuyên mục xe của kênh Quảng cáo xe. Thì lại là chiếc Innova. Thì chắc cái chiếc Innova này cũng không lạ vì với anh chị rồi đúng không ạ? Và những cái clip trước thì Tùng cũng đã giới thiệu cũng khá nhiều về cái chiếc Innova. Nhưng mà chiếc Innova này hôm nay cũng khá là đặc biệt, nên là Tùng muốn đem ra giới thiệu đến anh chị để có một cái thêm một cái sự lựa chọn dành cho doanh nghiệp, công ty, hay là muốn cái xe cá nhân mình sở hữu để mình vừa chạy gia đình, vừa làm kinh doanh, vừa chạy dịch vụ. Thì và chiếc xe này á, là xe Innova bản E sản xuất 2019. Và cái xe này có thể nói là xe cộp luôn, khá là đặc biệt. Người chủ nhân vẫn mua nó và chạy gia đình thôi, chứ không phải là chạy dịch vụ. Và số km hiện tại là 16.000 cây, cũng một năm rồi. 16.000 thì cũng đi cũng hơi khá là nhiều, nhưng mà cái tấm của chủ xe này khá kỹ, rất kỹ. Như anh chị có thấy là nội trong cái buồng khóa động cơ này, buồng động cơ sạch, như là chủ nhân kỹ đến nỗi mà sạch, rất là sạch, chăm chút, rất là chi li. Không chỉ là ở bên ngoài cũng vậy luôn đó, như anh chị có thể cản cũng vậy, không có một cái vết mà dậm tút nào. Đèn đuốc này kia là rất là nghiêm chỉnh, phơm xe liền mạch, cái khe thì nó rất là khít. Và hồi Tùng sẽ bật bí thêm anh chị là cái phần chi tiết, cái độ kỹ của chủ nhân, cũng nói là mình nói là thật sự là chủ nhân này quá là kỹ rồi. Thì chiếc Innova này khi mà chúng ta sở hữu nó thì chúng ta sẽ được lợi hơn so với dòng xe mới. Tất nhiên thì mình mua xe mới á, thì mình là người đầu tiên lọc tem, người đầu tiên bóc mẻ nó. Nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ đến phần kinh tế về tài chính thì có thể là mình nên cân nhắc có nên lựa chọn nên chiếc xe đã qua sử dụng này không. Vì cái chủ nhân là xe hộ gia đình, họ đã sử dụng chạy gia đình chứ không phải chạy dịch vụ. Và cái chi phí đăng ký đăng kiểm cũng còn tới năm 2021. Thì khi mà chúng ta sở hữu những xe này, chúng ta lại đỡ mất cái khoản đó, cùng với cái dàn option trên xe. Chủ nhân cũng lắp cho chúng ta tất cả các cái option cần thiết cho mình. Rồi, tiếp theo thì Tùng giới thiệu thêm cái phần hông xe. Như anh chị, hông xe thường thường á, đa phần những chiếc xe chạy mà không kỹ tính á, thì có cái độ qua quẹt ở đây, nó sẽ chạy ở đây. Nhưng mà Tùng kiểm tra xem qua thì ở đây là nước sơn zin theo xe, không có một cái vết xước. Chủ nhân chạy họ rất là kỹ. Thì với cái lưu lượng lưu thông trên đường như hiện nay thì phần mà xe hai bánh cũng khá là nhiều, nên cái việc mà chạy mà cọ xước bên hông hay là tất cả các lường xe là phải có rồi. Nhưng mà cái chủ xe này thì Tùng thấy là đi khá là kỹ á, không có một vết xước nào hết. Nên là khi mà anh chị mua xe này rồi thì sẽ có phần yên tâm hơn. Và để minh chứng với xe này á là vỏ xe. Cái vỏ xe này cũng sản xuất là 2019 luôn. Đó, đi theo xe. Và vỏ xe này hay còn nguyên. Cùng với đó thì Tùng coi bên trong ở phía sau nè, cũng còn khá là mới. Chủ xe cũng chăm chút rất là kỹ. Ngoài ra thì khi mà giới thiệu đến anh chị thì tất nhiên đội ngũ cũng phải kiểm tra lại một lần nữa. Và những cái mà Tùng thấy ưng ý nhất, khi mà mình cứ biết là chủ nhân sử dụng xe nhiều hay ít, thì các cái chốt cửa này, mở ra mở vô thường xuyên thì nó sẽ lỏng. Nhưng mà cái cửa này á, thì có cái độ sượng lại đó, cũng 3 nấc. Tới đây là 1 nấc, 2 nấc. Đóng vô rất là nhẹ nhàng, chứ không có cần mà mình dùng một cái lực mạnh gì mình để đóng nó. Rồi, và đây đó. Và đây là một minh chứng sự kỹ tính của chủ nhân. Trước tiên thì khi mà anh chị mở cửa ra thì thấy cái ni lông, thì chủ nhân sợ nó xuống cấp nên là bọc ni lông lại, bảo vệ cái dàn nhựa nè, cả vô lăng. Vô lăng là nơi mà chúng ta trực tiếp tiếp xúc nó nhiều nhất, nên là chủ nhân là thứ nhất là trang bị cái bọc da này, và bọc ni lông lại như là full hết rồi đó. Và thứ hai nữa, nếu mà anh chị sở hữu xe này, chúng ta được lợi thêm là dàn ghế đã bọc lại da cho giúp cho chúng ta vệ sinh xe, rồi cái
khi mà ngồi trong này á, nó cũng sẽ mát hơn là ngồi mấy cái simili. À, vệ sinh trước mắt là thấy cái sự vệ sinh nó rất là kỹ. À, các cái bọc cần số nè, bọc cần số, rồi cả phanh tay thì chủ nhân cũng bọc cái miếng nhựa như thế này. Họ chủ nhân rất là kỹ tính anh chị ạ. À, rồi thì chắc là tôi cũng không có giới thiệu chi tiết về cái dòng Innova, thì Innova ra mắt cũng khá là lâu và thị trường thì cũng nhiều anh em người ta cũng review chiếc Innova này rồi, nên là Tùng chỉ hôm nay Tùng sẽ giới thiệu chiếc xe anh chị, có thể nó là xe này xe cọp, nên là giới thiệu để coi chứ anh chị có thể có một cái cân nhắc, có một sự thêm một sự lựa chọn trong cái vấn đề chi tiêu ngân sách của mình để sở hữu những cái chiếc Innova mới hay là xe đã qua sử dụng. Rồi, hàng ghế sau thì cũng vậy luôn anh chị ạ. Và ở dãy ghế hàng ghế sau á, thì Tùng thấy chủ nhân cũng rất là kỹ, như là trước tiên á, là có thể thấy là cái cửa sau, cái thành cũng được bọc ni lông bảo vệ cái lớp nhựa này, và dán những cái decal sợi carbon, kể cả cái bật bước lên xuống. Và hàng ghế sau thì tất nhiên cũng được bọc da, trần thì bọc ni lông, bọc hết. Và cái kính này chủ nhân đã dán kính cách nhiệt kính 3M cùng với kính màu, nên là khi mà mình từ ngoài mình nhìn vào trong thì nó từ ngoài nhìn vào trong sẽ không thấy, nhưng mà từ trong nhìn ra thì sẽ thấy, cùng với đem lại cái ánh sáng nó dịu lại. Đó, đây là một cái khoản chi phí mà chúng ta tiết kiệm khi sở hữu chiếc xe này. Rồi, và phần sau, mà anh chị ra phía sau xe đi. Sau xe thì những cái trang bị như cảm biến ở cản, camera lùi là điều hiển nhiên. Và những cái dòng xe mà 2019 mới gần một năm sử dụng thì những cái đèn, cái tình trạng mà vào nước hay là rạn nứt ngoài trời thì cái đó là không có rồi. Đó, việc map trang bị cả camera, và xe này trang bị luôn cho anh chị chúng ta cái việc map bản đồ chỉ dẫn đường rất là tiện. Rồi thì nói chung thì mình cũng nên kiểm tra cái T-Ben. Đa phần xe Innova bản số sàn thì mọi người nói là chạy dịch vụ, thật ra thì cái xe này là xe gia đình. Đó, xe gia đình đang sử dụng và muốn bán lại thôi. Đó, anh chị có thấy cái T-Ben không ạ? Rất là nhịp nhàng, không có tiếng động. Đó, xe mới thì cái phần mà T-Ben nó còn hơi rít. Đó, rất là nhịp nhàng. Rồi thì khoang hành lý thì những cái dòng Innova có thể nói là trục cơ sở nó khá, cũng không phải là dài lắm mà cũng không phải là ngắn. Trong phân khúc mà dòng Innova có thể nói là cái hàng ghế thứ ba là ngồi thoải mái, Tùng tin chắc là như vậy. Tại vì cái trục cơ sở nó dài nên là hàng ghế thứ ba ngồi nó có khoảng sáng để chân với những người mà tầm 1m6 đổ lại, còn 1m7 trở lên thì hơi khó cho những anh chị mà cao cửa đó. Rồi khoang hành lý. Rồi thì đây là cái bánh sơ cua. Bánh sơ cua cũng chưa một lần chạm đất luôn, chưa có cơ hội để chạm đất luôn. Rất là còn mới. Rồi thì chắc là mời anh chị vào bên trong nội thất chúng ta cùng xem và trải nghiệm một vòng với chiếc Innova bản E sản xuất 2019 này nhé. Khi mà Tùng ngồi vào cái trong nội thất của chiếc Innova bản E 2019 này á, thì cũng ngạc nhiên lắm sự kỹ tính. Thứ hai nữa là đây, cái táp lô đều chạy thảm nè ha. Rồi đó, cần số để giữ cái cần số zin thì chủ nhân bọc cái miếng nhựa, miếng silicon. Thứ nhất là mình thấy là cầm nó chắc tay nè, vào số nó cũng sẽ dễ hơn nè. Rồi các cái học đều có trải một cái miếng nhựa. Và xe này chủ nhân làm tới ba, ngoài hai chìa khóa, ba chìa khóa zin theo xe luôn. Đây ba chìa, bọc ni lông chìa khóa zin theo xe mà bọc ni lông luôn. Và một chìa khóa để chạy thì bọc cái ốp này. Rồi ba chìa cùng với sổ sách bảo hiểm, sách gì đây, sách an toàn, tất cả đều còn, sách hướng dẫn sử dụng vẫn còn luôn. Rồi đó, đây
để vào mình, để mình cất mấy cái này cho chủ xe đó, chủ rồi cất vào để mất. Xe thì học thì Innova là học rất là nhiều, học trên học dưới, đây có một cái học nữa đó. Rồi xe này thì được trang bị một dàn lạnh, một dàn lạnh, nhưng mà các cái ghế ngồi đều có cửa gió, như đây cửa gió bên đây, và hàng ghế 2, hàng ghế 3 đều có cửa gió, để điều chỉnh cái quạt, giúp cho cái hàng ghế thứ 2, 3 nó làm mát rất là nhanh. Rồi thì xe chủ xe là trang bị cái việt map. Thứ nhất đây là cái kính chống chói ở hàng ghế thứ 3 nè, kính thứ 3 thì tích hợp lên luôn, đây là camera hành trình nè, camera lùi nè, và bản đồ trên này. Có thể nói là đây là 3 trong 1. Còn những cái chi tiết như là đầu, đây là đầu CD kết hợp với cổng USB AUX, zin theo xe thì chủ nhân vẫn để nguyên đó. Và rồi những cái nội thất thì xe trang bị cũng như những cái dòng Innova, những cái đời 2017, 2018 thì cùng trang bị như vậy thôi. Đó, là xe có hai chế độ, hai chế độ lái, Eco Mode và Power Mode. Eco Mode thì cho chúng ta khả năng tiết kiệm nhiều hơn, còn Power Mode thì cái khả năng mà chạy tăng tốc, có thể nói là chế độ thể thao á, giúp cho động cơ nó mạnh hơn, thì cái lượng khi mà chúng ta kích hoạt cái chế độ này thì lượng tiêu hao nhiên liệu nó sẽ nhiều hơn chế độ Eco Mode này. Đó là những cái tôi muốn giới thiệu đến anh chị. Đây có một cái hộp nữa, mà những cái hộp để chai nước. Thì xe này thì mình thấy nó cũng khá là mới, nên là chạy rất là ngọt, rất là êm. Thì thôi mời anh chị lên xe chúng ta chạy một vòng đi, rồi mời anh chị cùng tụng trải nghiệm với xe này, xem hoạt động như thế nào. Với những cái xe mới như vậy thì Tùng rất là thích, nó mượt, vần vô lăng cũng nhẹ nhàng, độ chuẩn xác chính xác từng chi tiết. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái camera lùi coi hoạt động như thế nào. Xe này đã tích hợp tất cả các cái tính năng về camera. Đó. Vô số rất là nhẹ. Ê, camera sau thì có luôn các cái định vị cho chúng ta dễ lùi chuồng hơn. Với màn hình chống chói cùng với camera này như là full HD nên là nhìn rất là rõ. Và là đây là xe mới nên là hệ thống trợ lực tay lái tự đánh lái lại cũng rất là nuột. Vô số rất là nhẹ anh chị ạ. Rồi và thử một vòng ở ngoài đường trường để anh chị có cái nhìn nó khách quan hơn. Hiện tại là Tùng đang để chế độ Eco Mode. Mình sẽ ra con đường trường, mình chạy ở chế độ Power xem là xe còn vọt hay không. Thì ở chế độ Eco thì cho chúng ta cái lượng tiêu hao nhiên liệu nó tiết kiệm tốt hơn. Nhưng mà ở cái đường trường thì mình kích hoạt chế độ Power, xe tăng tốc nhanh liền. Thì chế độ Power thì nó sẽ lượng tiêu hao nhiên liệu nó sẽ cao hơn, tốn cần cái lượng tiêu hao nó cao, cái lượng xăng á nó nhiều hơn, thì tốc độ xe nó cũng tốt hơn. Mình mới đạp nhẹ thôi là lên 60 liền, rất là đã. Và khi mà sử dụng chiếc Toyota Innova như thế này á, mình có thể nói là dòng Toyota nói chung, mà riêng Innova này thì thị trường cũng sử dụng nhiều, nên là ngoài cái chế độ bảo hành bảo dưỡng tại hãng cũng thuận tiện, tại vì nó rất là nhiều đại lý Toyota trên cả nước mình,
Thì nếu mà thì khi mà anh chị vào hãng thì chi phí nó sẽ cao hơn ngoài. Thì và ở ngoài phụ tùng nó cũng có cho những cái dòng Innova này. Và khi mà chúng ta sử dụng Innova nữa mà cảm thấy không thích dòng số sàn, muốn lên cái dòng số tự động thì giá cũng không phải trượt giá nhiều so với các cái dòng khác. Tại vì Toyota thì có thể nói là nó ăn sâu vào tiềm thức của người dùng, là ăn chắc mặt bền, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí phụ tùng thay thế nó cũng rẻ hơn so với cái dòng khác. Nên là người dùng Việt Nam mình người ta chuộng cái dòng Toyota Innova lắm. Thì chắc là tới đây Tùng xin kết thúc clip này tại đây, để có thương thảo, thương lượng giá cả. Thì chắc anh chị sẽ liên hệ chủ nhân của xe này, cũng như là mình sẽ xem tổng thể một lần nữa, rồi chạy thử, trải nghiệm, rồi chúng ta sẽ thương lượng coi là có nên mua hay không. Thì tới đây clip này chắc Tùng xin kết thúc này tại đây. Hẹn anh chị trong các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.